Xin chào quý vị và các bạn, mình là Nguyễn Minh Diệp, tư vấn bán hàng của đại lý Mitsubishi Bắc Ninh. Dưới đây là mẫu sedan B Mitsubishi Attra của bên mình và báo giá cụ thể về giá xe, chương trình khuyến mại và tổng thành lăn bánh trong thời điểm hiện tại. Tại thời điểm hiện tại thì Mitsubishi đang có những cái chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu tất cả các dòng xe và Mitsubishi Attra cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Chiếc xe Mitsubishi Attra này được nhập khẩu nguyên chiếc tại thị trường Thái Lan và phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 bản: bản số sàn MT, bản số tự động tiêu chuẩn CVT và bản số tự động cao cấp CVT Premium, lần lượt với mức giá là 380 triệu cho phiên bản số sàn giảm giá còn 354 triệu, tặng gói full phụ kiện lăn bánh tại thị trường Hà Nội là 440 triệu, tại tỉnh là 413 triệu, trả góp là 115 triệu. Phiên bản số tự động tiêu chuẩn với giá là 465 triệu, khuyến mại giảm giá còn 436 triệu, tặng gói full phụ kiện lăn bánh tại Hà Nội là 523 triệu, tại tỉnh là 495 triệu, tài chính trả góp các bạn có thể chuẩn bị là 142 triệu. Phiên bản số tự động cao cấp CVT Premium với giá niêm yết là 490 triệu, khuyến mại giảm giá còn 458 triệu, tặng gói full phụ kiện lăn bánh tại thị trường Hà Nội là 545 triệu, tại tỉnh là 515 triệu và trả góp các bạn chuẩn bị tài chính là 146 triệu. Để biết thêm thông tin chi tiết và chương trình khuyến mại cụ thể, quý khách hàng và các bạn có thể gọi điện đến số hotline trên màn hình và nhắn tin vào Zalo để mình có thể hỗ trợ trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.